Xin chào tất cả anh em nhé. Ok anh em bạn đi không nộ vậy nè. Mình mới lại Alpha San mới lại 44 gọi là lên đồng đi tìm gọi nào thằng Ski Tonnet để gọi là giải cứu Huggy anh em. Nhưng mà không may là không tìm được đấy. Mình đã gặp thằng Ski Tonnet nó đứng ở cái đằng sau vậy là cái trụ vậy đấy, nên là mình đã vất cái nửa vào nhà nó nhá. Đấy là nó chạy ra nó bị động đấy. Là mình mới lại hai San đánh nó một trận tơi bời khó nửa. Mình nghĩ hôm nay kiểu gì nó cũng sẽ vậy mà quay lại nó trả thù anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đến mình gọi hai San gọi là chuẩn bị tinh thần. Đấy, để gọi là đi tấn công gọi là con Ski Tonnet và Ski TV anh em nhé. Ok anh em. Ui, thì ra là hai San chơi ở đây. Là nãy mình cứ tưởng đi đâu anh em ạ. Wow, chơi trò gì đây nhỉ? Anh em ạ, đang chơi đua xe đã đâm vào chưa anh em này? Ê, làm gì giờ này vẫn còn chơi game hả? Hả, chơi game gì đây? Hả, game gì đấy? Lại đua xe. À, có một mình xe làm gì phải là đua xe. Ôi giời, game này game vớ vẩn rồi. Thôi, tắt game đi anh bảo cái này nhanh lên. Ôi, tắt đi, ôi. Tắt đi, có việc chuyện gấp, tắt đi. Tắt máy. Nhanh lên, xong hai San ra đây anh bảo có chuyện gấp nhanh lên. Tắt máy chưa? Wow, Alpha San đấy à? Hôm nay gọi là có tay cơ bắp cuồn cuộn không? À, đâu, nên cơ xem được nào. Ôi, bắp bé thế. Hả? Alpha 44 có bắp không? Wow. Nhưng mà gọi là hai San còn nhớ hôm trước hôm qua là gọi là hai thằng gọi là đánh gọi là thằng Ski Tonnet không? Đúng không? Hôm nay kiểu gì nó cũng vào đây mà xem bây giờ hai San có cách nào để giải quyết không? Hả? Hả? Đánh sao nó? Hôm trước mình chủ động mình không đánh được nó là. Alpha San này, 44 đi đâu rồi? Hay đi ném vũ khí à? Cầm đấy nhỉ? Mình nghĩ là kiểu gì thì nó cũng quay lại đây nó tấn công mình. Ôi, 44 có vũ khí rồi anh em này. Ôi, 44 này. 44 có gì đây? Á chà chà, vũ khí à? Ồ, nơi hại thế. Cái gì đây? À, cần câu à? Cần câu này ở đâu đây? Hả, mua à? Á chà chà, khét thế nhỉ? Làm lại phát nữa xem nào, xem nào à. Làm lại phát xem nào. Cần câu hôm trước đâu? Cần câu màu vàng ở đâu? Vất đi rồi á? À? Thế làm lại phát nữa xem nào. Wow, dài thế nhỉ? Được của nó nhỉ? Hơi ok rồi. Hãy, thôi bây giờ nhá. Hay là bây giờ anh em sẽ nấp ở đây đợi thằng gọi là Ski Tonnet đến anh em mình tấn công nó được không? Ok không? Chứ bây giờ kiểu gì nó cũng đến nó tấn công lại mình. Bây giờ mình phải chủ động nấp nó để tấn công lại nó. Ok không? Alpha San, ok không? Đấy, bây giờ anh sẽ đi lấy một cái gì để dụ nó vào anh em nhá. Đấy, ok anh em ạ. Bây giờ mình sẽ dùng con gấu này. Mình sẽ ra mình dụ nó xem thử vậy là. Còn là nó có đến đâu anh em nhá. Và anh em chủ động bắt đánh nó một trận luôn, tơi bời luôn. Ok anh em nhá. Đấy, San chuẩn bị chưa? Nét không. 44 chuẩn bị chưa? Ok, bây giờ anh em đi ra nấp đi và đợi anh sẽ để con này ở ngoài giữa sân, kiểu gì nó cũng đến. Wow, hai San tính nấp ở đâu ấy? Hả? Nấp đấy á? Ok, thế nấp đi. Hay, mình nấp ở đây đợi nó lên gọi tấn công. À. Alpha San có vũ khí cả. Được rồi. Wow, dài thế nhỉ? Hay, rồi, ok. Nấp đi nhá. Hay bây giờ mình sẽ gọi là nhiệm vụ của mình sẽ để con gấu ở đây. Thì nó sẽ xuống và anh em mình sẽ tấn công nó. Đấy, nằm đây nhá gấu nhá. Đấy, tin. Đấy, bây giờ mình sẽ bẫy nó anh em nhá. Nhiều lúc là nó hay ở cái này nó đi xuống anh em ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ gọi là Alpha nấp đi. Hai San nấp đi. Nấp đi. Nấp kín rồi nhá. Anh em ạ, bây giờ mình sẽ nấp sau thùng rác này anh em nhá. Đấy, còn kia là hai San kìa. Đấy, sẽ nấp ở kia kìa. Đấy. Ok không? Chuẩn bị tinh thần đi nhá. Anh em ạ, còn gấu mình sẽ để ở kia đấy, tí dụ nó anh em ạ. Ui kìa, nó xuất hiện kìa. À, San nào. Cẩn thận, đánh anh đi. Đánh anh đi. Đi đánh anh đi San này. Đánh anh đi. Cẩn thận.
Ôi, đánh nó đi, sát này. Ui, cái đoạn. Cái đoạn, đánh nó đi. Ui, ui, đánh nó đi, đánh nó đi. Ui, đánh đi. Anh ơi. À. Ui, nó chạy lên nóc nhà rồi kìa. Anh ơi đi, ném nó đi. Ui, ném nó đi, đánh nó đi. Chào nó đi. 404. Chào đi 404 này. Ui, chào đi 404. Kìa kìa, nó chạy trong nhà kìa, đánh nó đi. Cái thằng trúng nó rồi kìa. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Ném đi, Afasan. Đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Ok, ném vào sáng rồi. Đánh đi, đánh đi. Ôi, hình như nó chạy rồi, muốn chạy rồi. Nó chạy lên kia rồi, anh em ơi. Nó chạy đi rồi, thôi. Không đánh nữa, nó chạy rồi. Bây giờ anh em cất hết dũng khí đi để tí nó vào đánh lại nó tiếp. Thế nhiên, ui, mày có hôm nay thắng. Ui, vẫn chưa mất con gấu. Afasan này, mang gấu này vào trong nhà cất đi chơi. Đấy, 44. Vũ khí lợi hại phết nhỉ. Thôi, tí mang cất đi nhá. Ui, đấy, anh em ạ. Cái này có thể nằm dài ra luôn. Đây mình thử mình lên trên nóc xe xem có được không nhá. Ôi, cô ơi. Dài luôn. Đấy ok ạ, may các bạn là 44 gọi là đưa cho mình cần câu siêu to khổng lồ anh em. Đấy. Afasan cất đi chưa? Thôi hôm nay là thắng lại nó, may là anh em mình gọi là chủ động tấn công nó mới thắng được. Đấy, nhìn vũ khí rồi. Thôi bây giờ Afasan đi vào nhà chơi game tiếp đi. Nhá. Còn bây giờ anh sẽ gọi là thu cái vũ khí này nè. Đấy, để đưa cho 404. Đấy, 404 cầm vũ khí ấy, bắt đấy. 404 bắt lấy vũ khí ấy. Wow, khét đấy nhỉ. Bây giờ thôi hai đứa đi vào nhà chơi tiếp đi. Để bây giờ gọi là nó đánh thì anh hãy gọi tiếp nhá. Nó có tí, bây giờ nó gần đến thì anh hãy gọi nó tiếp nhá. Ok, ok, cảm ơn hai anh em nhá. Đấy, nhưng mà từ từ đã. Mình phải suy nghĩ làm sao để cứu, gọi là giải cứu, gọi là Huggy mới được. Bây hai người không chơi nữa, bây giờ vào nhà gọi là tìm cách để gọi là giải cứu Huggy đi nhá. Ok,